Xin chào anh em. Thì hôm nay mình đã lắp xong cái sạc mình mới lấy 30A. Thì anh em nhìn này, nó đang sạc, mình đang test nhá. Thì nó đang sạc với cái vôn là 30V và 27A, anh em nhìn thấy không? 27A. Sạc 30A và điện và watt là 819W mà nó xuống là 27A. Thì mình đã sử dụng được sạc được hai số điện đấy anh em. 30V này, pin xuống này. Pin AQUY này 29.5 này, đầy này, gần đầy rồi. Và 27A, gần 28A. Thì nó gần mắc với cái 30A này của mình nhỉ anh em ơi. Nếu mà pin mà nó chưa đầy nó sẽ lên mắc full luôn 30A đấy, mình đoán thế. Đây 27.5 này, gọi là 28A, gần 28A, anh em thấy không? Và tấm pin của mình nó vẫn xuống vượt công suất là 825W. Thì mình thấy cái sạc này của mình nó cũng như cái sạc 40A mình đang sử dụng, nó cũng đạt hiệu suất tới là 100%. Tại sao mình lại dám nói 100%? Bởi vì cái tấm pin của mình là 800W mà nó vẫn xuống như thế này. Đấy là mình chỉ so sánh tấm pin thôi nhá, nó vẫn xuống được là hơn 800W pin. Vẫn hơn vượt công suất. Còn cái mức độ chuyển đổi này để sạc vào pin thì dĩ nhiên rồi, nó phải tiêu hao đi anh em ơi. Mình nói thì nói cái điểm pin xuống thôi. Thế còn dĩ nhiên nó sạc thì nó sẽ tiêu hao, nó không bao giờ được 100%. Nói thì nói thế thôi, chứ còn nhà sản xuất người ta cũng chỉ ghi là 9,9%, anh em nhìn này. Đó, 9,9%. Nhưng mà điều quan trọng hôm nay mình test như này thì mình muốn chia sẻ với anh em có thể sử dụng con sạc này ok. Bởi vì cái dòng sạc này mình đã sử dụng được thời gian là dài rồi, cũng có một chút về nó, hiểu về nó, nên là mình thấy nó hoạt động rất là ok và ổn định, không có lỗi lặt vặt hay là bất kỳ gì cả. Nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất, đó chính là nó lại sử dụng quạt thôi. Nếu mà nó sử dụng là mát tự nhiên thì cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, sử dụng quạt thì dĩ nhiên rồi, quạt quay thì nó phải tạo ra một chút tiếng ồn. Cái quạt này nó nhỏ đấy anh em, cái quạt này nó nhỏ này, đây, nó nhỏ nhỏ thôi, nó sẽ tạo ra một chút tiếng ồn. Những cái quạt này nó nhỏ tiếng ồn thì nó không nhiều. Đấy, mình đang, anh em nhìn này. Đấy, mình đang lắp dở, mình lắp thêm một cái ấy nữa, ấy lắp lại đấy, thì tiếng mình đang nói thêm thì tiếng ồn thì nó không nhiều nhưng mà nó vẫn cứ có. Và mình thấy nó đạt xuống hiệu suất là rất là tuyệt vời. Anh em nhìn 27.8 này, 27.9 luôn này, 28A, anh em thấy không? Mà nó chỉ có 30A thôi, nhưng mà tầm đấy là hoạt động thế nào là nó ok lắm rồi. Sau một thời gian sử dụng thì hôm nay mình test thêm với cái dòng này 30A này và cái dòng 40A trước của mình đang sử dụng đây, thì nó có hiệu suất gọi là như nhau, nó chỉ khác nhau ở cái là 30A và 40A thôi. Đó. Nếu anh em có thích và tham khảo thì anh em có thể tham khảo những cái dòng sạc như mình thế này. Thì cái dòng sạc này thì mình cũng nói luôn là cái dòng sạc này thì anh em solar cũng rất là ít chơi. Cái dòng phổ thông nhất mà anh em hay chơi với cái dòng MPPT này ấy, thì mình thấy anh em chơi đó là dòng SLGE hay sao ấy, đúng rồi, dòng đấy thì anh em chơi nhiều hơn và nó cũng có tiếng rồi. Đó. Nhiều lúc mình đang chơi cái có danh có tiếng rồi, mình chuyển sang một cái khác thì nó sẽ có thể là anh em nghĩ nó nguy hiểm. Mình chơi con này đến gần 2 năm nay ấy, mình thấy nó ok, mình muốn chia sẻ với cái chơi của mình thôi. Thế còn lựa chọn thì anh em có thể lựa chọn với cái sạc là sao cho nó phù hợp với cái hệ pin của anh em. Đấy, cho nó ok nhất. Ôi, xin chào anh em, chúc anh em có những cái hệ solar ok nhất, tuyệt vời nhất.